cây dừa chôm chôm nhà mình nè mọi người. Thì sau khi thu hoạch xong thì hôm nay sẽ cưa cây. Cây chôm chôm này là trồng được 20 năm rồi nè. Mọi người thấy cái gốc nó to khủng khiếp không? Gốc như gốc cổ thụ luôn á, này là trồng 20 năm rồi. Thì nó cỏi rồi đó mọi người, trái nó cũng rất là nhỏ, cho hôm nay sẽ thu hoạch xong rồi, mình sẽ cưa bỏ. Cưa bỏ cái cây chôm chôm để cho cái cây măng cụt bên đây nè, nó xè tàn nó lớn. Tại vì cây chôm chôm này nó cũng già dữ lắm rồi. Cái gốc này mình một người ôm không hết luôn á. Cưa cái cây chôm chôm này. Cái này có thể nó qua đây rồi khỏi lâu được không? Cái này nó mới ngã qua đây được. Sao giờ cưa cây đó hả? Đi cưa cây này trước, còn cây kia nó mới ngã qua được chứ. Cắt như lại thành ha. Cây nào mà cắt gốc ra thì anh nói. Rau người cứ cây nào cắt gốc rồi nói. Cưa hai cây này. Cây này với cây này luôn. Ôi, cây quá bự luôn. Cái nào hết?
này nó cao quá sợ nó ngã đè cây măng cụt, cho nên bây giờ phải chú này chú cột cái dây vô cái cây á, để chút nữa chú cưa mình bên kia mình lôi cho nó ngã qua hướng kia, nó đừng ngã vô cây măng cụt, sợ bị đè hư cây măng cụt. Mm-hmm.
trái ở trên đọt nó còn rất là nhiều luôn nè. Thì sáng nay đã cưa được mấy gốc rồi nè mọi người. Đó, cưa tụi hết, chừa lại cái gốc như vậy thôi cho nó mong mốt nó nhảy lên cái tược mới nè. Nó có trái không chứ để như vậy thì cỏi quá. Đó mọi người thấy cái gốc như chơm 20 năm tuổi đó, nó bự ghê chưa. Gốc này phải chừa lại, còn cái gốc này thì cắt xác luôn. Mình thấy cái gốc bự như chưa, quá trời bự luôn, nên nó già quá, nó đâu có nuôi nổi trái đâu. Rồi video của mình đến đây xin kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy thích thì hãy cho mình một like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại ở những video sau.